Hello, xin mến chào đại gia đình mình nha. Cả nhà ơi, sáng nay á mình xuống á, ngủ dậy xuống cái thấy không còn gì ăn sáng hết, cho nên á là mình mở tủ mình lấy con gà, mình xả đá này à, xả đá xong hết trơn cái mình rửa sạch sẽ, cái mình cho vô chút nhựa tây của mình á, mình kho vô cái da cho hơi vàng vàng chút, rồi mình nấu cháo để chút nữa cả nhà mình thức dậy cái ăn sáng. Có miếng này ăn sáng thì trong cái nồi mình có miếng nước sôi rồi, thì giờ mình cho vô chút muối thôi nha, tại vì trong gạo mình đã có do sạch sẽ, cái mình cho chút muối vô trong gà rồi, ở trong gạo rồi, nên giờ mình cho trong đây ít thôi. Rồi giờ mình cho chút hạt nêm, chút muối rồi chút gia vị, cái mình cho gà vô mình luộc. Hôm nay là mình cũng có được mấy cái nấm rơm nè cả nhà, nấm rơm bữa trước mình mua cái mình trữ á, cái mình xào sơ rồi cho vô chút hành. Cái hôm nay mình nấu cháo mình cho vô chút sả, tại bữa hổm á mình hấp gà cái mình lấy nước gà mình bỏ miếng gạo món cháo thấy ngon quá, nó thơm mùi sả ngon quá, nên nay thôi làm cái cách này. Rồi giờ mình cho con gà vô nhỏ, có cái nồi nhỏ không ta, được ha. Được rồi, ăn sáng thôi nên là mình chỉ nấu ít thôi cả nhà. Dạ, như vậy nó bắt đầu lại luộc chín, bắt đầu nấu cháo, còn mì cháo mẹ đơn luộc giản. gà chín mày vớt gà ra xong rồi cái mẹ em cho gạo vô. Ôi, gà ơi, con gà luộc căng bóng cái da ngon hết sức luôn cả nhà ơi, ngon lành cành đào luôn đó. Bây giờ mình gấp gấp ổng xả ra rồi cả nhà, thì bây giờ mình cho gạo vô nha. Gạo này là mình có do sạch sẽ xong mình có cho muối vô mình trộn lên nè, để cho cái gạo nó không có, nó không nhừ lắm. Rồi giờ mình bắt đầu mình nấu cháo, chín cháo xong rồi mình cho nấm rơm đồ vô nêm nếm rồi là có bữa ăn sáng cho gia đình ngon lắm. Mọi người ơi, cháo chín. Cháo chín rồi nhà ơi. Đặt đặt vậy ăn cho nó rồi, có nấm rơm nè. Đặt cho nó rồi xong múc ra mặt. Tô vô bàn cả nhà ơi. Ô rồi. Nè, ấy xong có rau, hồi sáng không có rau. Có mua rau sống. Rau không phải rau sống mà rau. Ủa, đặc rau quá thơm. Không hả? Đặc quá không? Nó cũng được không? Ăn cho no luôn cái cháo này cũng. Đừng hồi sáng còn mua tấm rau thơm á, rau thơm vậy người ta vô gói một cái là 20 ngàn. Ba lỗ bằng gì ký ạ? Ôi trời đất ơi, bên đây thì con đang xé gà mọi người, con tay hai em con lên bàn, con đang cháo gà nha, ăn cháo gà hả? Con ăn cháo gà trên bàn nè. Ôi trời đất ơi, tại sao con trên bàn? Con tên gì con đó mà cô chú nghe đi. Con tên gà Bình Chí Phỉ. Dạ đâu? Dạ con tên gà Bình Chí Phỉ. Con gà Bình Chí Phỉ. Bình Chí Phỉ gì? Bình Chí Phỉ. Đẹp gì? Bình tai. Đẹp trai dữ không? Đẹp đẹp. Con hỏi bà cô chú thấy ba con hết tóc cho con đẹp trai không? Con mới tóc mới nè bà cô chú ơi. Nói mày chú tiếng Anh đi. Con khỉ tiếng Anh là bên gì quên rồi ta? Bên gì? À bên gì? Con gà tiếng Anh là gì quên rồi ta? Chicken. Cầu vồng tiếng Anh là gì ta? Rainbow. Trời ơi. Trai hư tiếng là gì quên rồi ta? Đẹp bơi. Ôi trời ơi, ngủ gà. Ngủ ngon là bút gì mẹ quên rồi. Bút nai. Trời ơi, tiếng Anh dữ chưa cô chú? Bút nai. Đúng rồi, anh hai cũng giỏi luôn. Rồi, xa xa để té. Tiếng Anh quá giỏi rồi. Đàng hoàng để té. Còn anh hai tên gì con? Anh hai tên gà Vinh Chí Vinh. Vinh Chí Vinh hả? Ba tên gì? Ba tên gà Vinh Chí Bảo. Mẹ tên gì? Dạ Hằng Ngân. Ông là con tên gì? Dạ. Dạ Hằng Ngân. Ông ở công á. Nè con tên gà Quỳnh Trừng Biết. Quỳnh gì? Quỳnh Tấn Công. Quỳnh Tấn Công. Mẹ Ngọc tên gì ta? Quỳnh Thị gì đó? Bông gì bóng Ngọc. Em trai tên là Quỳnh gì Quỳnh rồi ta? Quỳnh Thị gì? Quỳnh Thị không quên. Quỳnh Thị không quên là bà nội. Ngon ghê mọi người, gà ngon. Xé nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ nè. Con gà người nhẹ. Ồ cái dĩa này anh nghĩ phải lấy dĩa lớn rồi ơi. Dĩa này hơi nhỏ để đây. Nó dùng lên. Nước sôi nước sôi nè bà. Rồi. Phải lao, phải lao. Bỏ con này. Dạ 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 dạ. Chắc ngon vàng gấp ra.
biết là con gà nó chấp nhận nên rồi bước xuống đi con. Sáng định em nghĩ là đi đô là muối ớt nè, ai muối ớt ăn, ai nước ăn nước mắm nó nước mắm sạch té thì ăn. Hello, xin chào mọi người nha. Chào mọi người. Rồi, mời cả nhà ăn sáng cùng với gia đình mình nha. Nói sáng thì cũng 9 giờ mấy rồi. Nhà con được cháu. Hấp dẫn quá. Rồi mời múc mời ngoài đi. Cháu ngồi quá ha. Ở ngoài bà ba mẹ. Mọi người cũng bà bạn. Giờ ở nhà cũng không có gà nha mọi người ơi. Rồi lần con tới lần con lui cũng như vậy đó. Dùng mạnh da. Rồi đem mà lấy cho. Rồi ba mà lấy cho. Ba cháu luôn nha. Ngoại chứ tăng da thôi. Da với thịt. Tổ da vàng đã. Da đã ha. Rồi để lỡ đếch cho. Rồi cho mày. Đúng rồi, đừng có quá đầy quá đầy nó vậy. Ba diện cháu với thịt con nha. Cái này có ngoại nó hỏi nó thôi không? Cho cháu quá hớp. Nói chứ giờ có thể xanh thể đồ về quê cũng khó khăn lắm luôn mọi người. Hôm qua kia muốn về quê là phải chắc cũng phải cuối năm hết thì sao được chứ. Về rồi phải cách ly hả con? Cách ly 7 ngày nên nếu có đủ 2 mũi tiêm. Dạ mình làm ăn rồi, rồi để ăn, để ăn cách rồi. Ly vậy thì sao? Vậy. Rồi mời cả nhà được ăn gia đình bữa. Mời cả nhà ăn cháu gà nha. Rồi xin mời mọi người nha. Rồi xin mời mọi người. Không màn hình nó gà nó vàng luôn mà thịt nó chắc lắm nè. Con này không xé rồi. Rồi xin mời cả nhà. Con nghiêng không mọi người? Rồi xin mời cả nhà miếng thịt nha. Ngon quá. Rồi ba cái này là xong. Cảm ơn. Quá hấp rồi. Quá hấp. Mặn lắm à. Có cái lá trúc đó mọi người. Chờ từ khi trồng cái lá trúc lên là cũng khỏe, mà gà là mình có cái lá này rất thơm. Nó thơm như lá chanh nhưng mà nó thơm hơn. Sáng giờ đó thì ăn vô cái ngon ghê luôn. Mà đúng là nó cháu cháu gà chứ lâu quá cũng ăn cháu gà. Lâu lắm à. Ngon rồi, cháu gà ngon. Dạ. Hôm qua mình cho mấy con gà ra đó. Con biết đâu không? Mẹ không? Thích ăn gà là cứ xé hay gì thôi, mẹ không trộn vậy á. Trộn là nó không có cái còn cái mùi gà nữa. Còn nó không có trộn, ăn gà vô nó thơm, nó béo mà nó thơm gà, nó ngon. Mẹ không thích ăn lỗi nữa. Trộn lỗi làm gà nó khác cái mùi uổng. Hôm thấy về quê, Bến Tre. Anh thơm hả? Ừ. Em thấy về quê gặp bạn bè anh em đông vui lắm. Đó chỉ là ước mơ. Ước mơ ai cũng hỏi thăm sao ở trên Sài Gòn dịch bệnh như thế nào. Ai cũng vui mừng nhé. Cười. Có anh Ngọc về nữa. Vui chứ. Bây giờ mình đi. Vui. Hôm qua Ngọc nó mới đọc cái comment của không biết người nào ở trong cái chợ Thành Triệu của mình á. Là cảm ơn Ngọc. Là cái năm 2017 là cái năm đó là sinh nhật ngoại bảo mình phát từ thiện á. Rồi Ngọc đi ra chợ rồi cho tiền một cái bà đó. Rồi cái bắt đầu á hả, mới nhận qua này nè, cái con của bà đó đó. Mấy cầm cái clip của ông Ngọc cho bà coi. Cái bà nói rồi giờ bà, má nhớ rồi, má nhớ cái cô này rồi, hôm đó là có cho tiền má. Giúp cho má tiền mà mẹ suy nghĩ hoài, nó nói mẹ biết ai không mẹ? Mẹ suy nghĩ hoài mẹ không nhớ ai được. Dạ biết rồi. Có cái người á thì mình phát quà. Nhưng cô đó nó phát gạo á, cô đó nó không lấy gạo, nói lấy tiền đi để cô làm vốn. Cô bán giấy số, nhưng mà không biết phải cô đó không, mình cũng không biết. Giờ nó lại chơi vui, thế giờ đón mò biết ai rồi đó. Nó vui bởi hôm qua Ngọc nó gọi mẹ nó không? Mẹ nhớ không mẹ? Nó thì đó, 2017 là cái năm đó mình phát quà từ thiện. Ngày giấy hả? Ngày dưới này. Nhưng mà giờ lâu quá mẹ đâu có nhớ ai. Đâu có nhớ ai được. Nhiều lắm nè. Nhà cháu ngon quá. Nóng ha, nóng đã.
Cá thì đói bụng. Nó có 5 gram. Hôm qua anh bảo kêu cơm gà ngon quá. Kêu là cơm gà nó ngon. Cơm gà hoài hoài. Giờ sáng hấp miếng cháo nó dễ lắm. Nó ấm, nó bụng dễ chịu lắm. Úc cho mấy con nhỏ ăn miếng cháo. Ồ, cháo thì cháu còn xình phải gần ly quá tay. Đi. Rồi nghe tới chữ cháo cũng không thích cháo. Đi. Ly là thù cháo. Không giống bà nội à. Dùng cái từ thù cháo luôn á, nghe tới cháo là nó khóc. Trời đất ơi luôn. Đốt cơm nó ăn lâu quá, mẹ mẹ nó thù. Rồi sáng sao mà cơm mẹ đốt cháo là nó sợ lo ăn. Sáng ngày 5 giờ ngủ dậy là mắt cho cháo rồi. À, nói chuyện với ông nội, hỏi anh hai đâu? Ông nội nào hay xin đâu rồi? Họ nói nghe không? Biết sao không? Anh tối á, tối nó ngủ sớm. Đúng rồi, trưa giờ trưa không cho chơi, phải ngủ sớm phải. Tối thì ngủ đã. Trưa không cho chơi thì trưa cho chơi không cho ngủ thì nó ngủ từng thường 2-3 giờ nó ngủ tới 4-5 giờ. Và tối nó thức khuya quá rồi mà bây giờ phải sửa giấc của nó lại. Đúng rồi, cửa hết dịch thì em phải đi học lại. Phải sửa cái giấc lại chứ ở học 9-10 giờ mới dậy. Bây giờ công việc nó quá trời quá đất luôn mọi người biết không? Hàng quá sáng bận quá trời bận, tại có 2 vợ chồng làm mà. Bình thường sớm. Bình thường là 4 người. Người quấn, mình lớp nghe điện thoại, lớp quấn hàng, lớp gửi hàng, ôi ra lớp tư vấn, lớp ui ra đủ thứ. Tối là 2 chồng ngân là trả lời đơn, rồi ngày kia có 12 giờ mới học. Bây giờ đâu có người đâu mà phụ. Có hai có cô bé em phụ đó là nó ở nhà nó chỉ làm chép đơn với tạo đơn lên đơn. Đâu. Tụi em qua đây mình nó gửi hay qua đây mình quấn tại vì bây giờ phải online hết chứ đâu có tới nhà làm được. Rất là vui. Cô chú anh chị ủng hộ rất là nhiều. Rất là vui là hàng cũng được gửi tới cô chú anh chị. Đó cũng chưa được một nửa nghe ha. Mới chỉ có một phần thôi đó. Cũng có hơn nhận đơn chết đơn phải 50 đơn. Nói chung quy là nói gì quy cũng mừng là cô bác anh chị cũng như mấy cháu dùng nó có kết quả đó. Nói chung là rất là mừng luôn á. Sản phẩm mình bán nói chung là có kết quả tốt. Kết quả tốt thì khách hàng mới ủng hộ lại tiếp nhiều chứ còn mà bán hàng mà nó không hiệu quả thì mình nói thật có thương yêu cỡ nào ủng hộ cũng vẫn chịu thôi. Cái đâu có ủng hộ tới nhiều lần, có người mua tới nay 10 lần, có người mua 5 lần, 3 lần, mua lại là không là mua nhiều không à. Mua 2-3 đơn, 2-3 hộp, 3-4 đơn cũng có. Bán hàng vậy là vui cái nhà. Mình bán đi rồi khách còn gọi lại là mình vui à. Hàng uy tín chất lượng. Đó là anh nhiều uy tín là không có sợ. Mà mình hồi xưa giờ nói chung không buôn bán gì. Cho nên nó bây giờ lập ra buôn bán thì buôn bán cho đàng hoàng để cho cái tâm tối ngủ yên cho ngủ ngon. Sao đâu đó làm ăn đó. Làm ăn đàng hoàng tối ngủ ngon lắm. Uy tín được chứ. Nhờ cô bác anh chị ủng hộ nhiều. Đơn đi cũng chung quy là nhiều lắm, mấy bữa là có mấy đứa lính nó làm ở đây nữa. Mấy đứa nhân viên nó làm ở đây đỡ cho hai vợ chồng bảo. Mình cái bổn phận là coi hai đứa cháu nội. Mình bà nấu nội, ăn, phụ quán bà nội phụ quán ăn, nấu ăn. Đó. Cho mấy người cũng mấy ngày đó. Cũng dịch thì cũng có người giúp việc. Lên đó. Lên chốt đơn á thì phần tụi nó chứ mình không biết, không biết là bình thường á, nếu mà ngày không dịch. Mọi người nhớ những tháng trước sôi nổi lắm. Con não cực kỳ luôn. Hôm nay thì trầm lặng rồi. Nhớ lắm rồi, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bà nội. Nhớ mấy chú, mấy anh em quá trời. Anh cũng nhớ ma má. Những ngày không dịch đó là giao hàng nó cũng dễ nữa. Shipper vô thẳng nhà, giao hàng nó dễ lắm cả nhà. Còn bây giờ thì cũng an toàn. Rồi anh tới anh đưa đơn cho tụi Ngân xong rồi đứng ngoài cổng, vợ chồng ra lấy. Xong rồi xịt khuẩn rồi này kia, dán xong rồi lại đưa ra ngoài. Chụp đó rồi ông tới ông lấy đi. Không tiếp xúc với nhau, chỉ qua cái cổng thôi. Không mà sao đợt này thì cái ý thức nâng cao phòng bệnh của Việt Nam mình nâng cao lắm rồi. Ý thức của từng người dân nâng cao lắm. Tại vì ở trong cái hẻm này đâu phải một mình cái nhà. Đúng rồi. Còn mọi người xung quanh hàng xóm nữa. Lỡ mà hả mình cho shipper vô trong cổng này mà lỡ một lần nữa mà
F0, F đồ mà tội nghiệp cho hàng xóm. Đúng rồi. Đó là quyền lợi của mình. Sớm mình thì... mà mình làm vậy tội nghiệp hàng xóm. Sớm mình thì nói chung là đã tiêu tiêm hết rồi. Tiêm chủng hết. Có người đã 2 mũi. Gia đình mình là 1 mũi. Mấy người thì 1 mũi. Anh Trương mà đi sau mà về trước đó là 2 mũi rồi. Chưa 2 mũi rồi. Đã đi ta. Chích Sinopharm. Nên là 3 tuần là lấy một tài. Nhưng 8. Hay còn lỏng. Có lỏng đến 6 mũi rồi. Bữa nay mấy chú shipper để ý nha, tới là chú nào cũng có cái chai cồn cắm cho xe đó. Vừa dừng lại lo xịt từ trên xuống dưới rồi. Bản thân người ta cũng sợ bị lo nha. Ai cũng sợ mà phải. Bản thân người ta từ trên dưới xịt tiền út nhẹp hết xong rồi xịt hết bỏ thứ. Sợ bỏ ngăn họ cứ mong mà phải họ phải đi kiếm tiền. Thời buồn nghỉ nhà quá lâu rồi. Ở nhà lâu quá rồi, nguy hiểm quá luôn. Họ đi kiếm tiền mà họ cũng sợ lỡ đem bệnh về cho vợ con, gia đình nhà nữa. Nên ai cũng sợ. Rồi hả, nó lỡ sơ hở á thì phải chịu ha. Chứ ai cũng kỹ, nhưng mà lỡ cái sơ hở không biết được, không có quên, có khi cũng quên. Ôi, cho con virus này không có nói trước, khổ. Mà bữa giờ thấy cũng giảm chứ bà hả? Không giảm gì. Bây giờ đóng cửa là chờ vaccine thôi chứ còn. Đóng cửa hoài là chết. Đóng cửa hoài là khổ, dân chúng. Dân chúng chết, nhà nước chết luôn, kinh tế chết, ghê gớm luôn. Không làm việc được là bây giờ doanh nghiệp là phá sản, quá sản là tiêu đời luôn hết chứ. Doanh nghiệp phá sản thì công nhân đâu có chỗ làm. Đó. Ui rồi, hệ lụy dữ lắm luôn. 4 tháng rồi. 4 tháng rồi. Chắc là nhiều hệ lụy. Cầu mong bệnh dịch rồi nó qua rồi cái vaccine rồi có cho mọi người. Mọi người luôn á, ai cũng đỡ vất vả. Chứ còn giờ dài rồi. Không làm ăn gì được hết cả nhà luôn. Ngon quá. Ừ. Đó, mọi người thấy không? Ăn cháo cái gia đình mình ăn không hết gà đâu, mấy bữa luộc thì hết gà. Luộc thì ăn hết, ăn cơm thì hết, cháo thì ăn hết. Chút nữa bắt đầu cắt xé xé nhỏ nhỏ ra, hai đứa nhỏ ra. Bữa này để ăn tới trưa. Ăn về chứ khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đó lại. Mà mình á, ăn cháo vậy ha. Bắt đầu 2 tiếng đồng hồ sau mà đói quá rồi. Bức tô cái nút, y uống nước vậy. Đổ vô à. Vậy á, cái tập. Rồi. Bữa cơm hôm nay đơn giản, không phải đơn giản mà là nhanh gọn lẹ, thì chỉ là buổi sáng ăn cháo gà. Còn cho mấy đứa nhỏ nó ăn, cho mấy đứa nhỏ bây giờ mình kết thúc cái video ở đây để cho mấy đứa nhỏ ăn uống, nghỉ ngơi. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ video của gia đình nè. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Chào cả nhà.